Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi trưa hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 9, giá vàng thế giới trong xu hướng tăng lên sát vùng 1.720 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, thời điểm trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang có tín hiệu giảm nhẹ trong bối cảnh đồng đô la và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao. Ở trong nước, phiên hôm nay, giá vàng cùng chung tâm trạng xu hướng tăng ở cả chiều mua và chiều bán theo biến động của thị trường vàng thế giới. Ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức tăng từ 50 cho đến 200 nghìn đồng một lượng. Với mức điều chỉnh trên, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.920.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng, thấp hơn 20.000 đồng một lượng chiều bán so với tại Hà Nội và Đà Nẵng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng tương tự. Tại Hà Nội, ở chiều mua đang có mức giá 66.050.000 đồng một lượng, chiều bán 66.850.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có mức điều chỉnh tăng tương tự. Tại Hà Nội, ở chiều mua đang có mức giá 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và 190.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.890.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boss số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán từ 63.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.628.000 đồng một lượng đến 51 triệu đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.628.000 đồng một lượng đến 51.900.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.715,5 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 2,4 đô la với tỷ lệ 0,14%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.713 đô la Mỹ và cao nhất 1.719 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 19.200 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm
0,11%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 109,757 điểm, tăng 0,21%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,235% một năm, giảm 0,98% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 82,906 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 1,55%. Thưa các bạn, mặc dù giá vàng thế giới trở lại xu hướng tăng nhưng chưa thể vượt qua ngưỡng 1.720 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 50 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 16.950.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 1.900.000 đồng một lượng. Thị trường kim loại quý đã nóng trở lại khi giới đầu cơ giá lên đang thực hiện một số cuộc săn lùng món hời. Sau khi giá kim loại quý trải qua những phiên lao dốc, điều đó đã giúp cho vàng có được mức tăng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la và lợi tức kho bạc của Mỹ đã giảm xuống từ mức cao hơn, cũng khuyến khích một số người mua quan tâm đến thị trường kim loại. Tâm lý e ngại rủi ro được nâng lên cũng một phần thúc đẩy thị trường kim loại quý này. Trong ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, báo cáo xuất nhập khẩu trong tháng 8 của Trung Quốc cho thấy mức giảm nhiều hơn dự kiến. Nguyên nhân là do nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới tiếp tục đình trệ trong bối cảnh nhiều thành phố phong tỏa để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thị trường bất động sản chao đảo và đồng nhân dân tệ yếu hơn. Theo nhà phân tích, ông Kai Elam của Onda, những khó khăn mà nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt đang ngày càng trở nên khốc liệt và những nỗ lực gần đây để vực dậy nó có vẻ là không phù hợp. Mặc dù được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, nhưng kim loại quý vẫn chưa thể thực sự bứt phá trong phiên giao dịch ở giữa tuần khi chịu áp lực bởi giá dầu thô giảm mạnh. Giá dầu thô đã giảm xuống mức 81 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Canada đã quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ họp vào phiên ngày hôm nay thứ Năm, và nhiều người kỳ vọng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất chính lên 75 điểm cơ bản. Về dự báo giá vàng, theo chiến lược gia thị trường cấp cao ông Habaco của Rio Fururi, vàng đang bị suy yếu do đồng đô la và lợi suất trái phiếu tăng. Trong môi trường này, rất khó để vàng duy trì bất kỳ đợt tăng giá nào. Các chuyên gia dự báo, các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong thời gian còn lại của năm và trong quý 1 năm 2023 sẽ tiếp tục giữ cho đồng bạc xanh ở mức cao nhất trong vòng 20 năm và lợi suất trái phiếu của Mỹ trên 3%. Đây chính là hai cơn gió ngược đáng kể đối với thị trường kim loại quý. Các nhà phân tích tại ngân hàng TD Securities cho rằng hoạt động ảm đạm của vàng trong suốt mùa hè qua cho thấy thị trường đã định giá các mức tăng của lãi suất. Nhiều ý kiến dự báo thị trường vàng có thể sẽ phải chịu tiếp một đợt bán tháo nữa khi kỳ vọng tăng lãi suất vẫn cao hơn dự kiến ban đầu. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay, thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.